Vâng, mưa lũ tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại tỉnh Điện Biên thì chỉ trong ngày hôm qua đã có 2 người mất tích và bị lũ cuốn trôi ở hai huyện Mường Chà và Điện Biên. Nạn nhân là một công nhân thủy điện đi vớt rác ở đầu nguồn thủy điện Nậm He và một người đi vớt cá trên suối. Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại cho sản xuất của tỉnh Điện Biên. Nhiều diện tích lúa đã bị mất trắng, một tuyến đường từ Phi Nhừ đi Trường Sơ sạt lở 1 km, một ngầm bị lũ cuốn trôi, tổng thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Nhiều nhà dân và công trình bị ngập lụt cục bộ. Tại huyện Mường La của tỉnh Sơn La, cho tới thời điểm này, thì số người thiệt mạng do đợt lũ này được xác định là 12 người. Các cơ quan chức năng đã tìm thấy 12 người mất tích, nhưng vẫn còn 3 người chưa được tìm thấy. Mưa lũ làm 375 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó cuốn trôi hoàn toàn 177 căn nhà. Lũ ảnh hưởng tới đường xá, vùi lấp 300 hecta lúa và hoa màu, cuốn trôi gia súc gia cầm. Thiệt hại vật chất ở tỉnh Sơn La ước tính là gần 700 tỷ đồng.